Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, từ thung lũng Silicon đến thành phố Wall, một số tỷ phú Mỹ đã trở thành nhà tài trợ lớn cho ông Trump và bà Harris, trong khi những tỷ phú không công khai ủng hộ bên nào. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đang trong một cuộc đua so kè từng ly vào Nhà Trắng trong những ngày cuối cùng trước mốc mùng 5 tháng 11 tới, và nhiều tỷ phú Mỹ đã hà hơi tiếp sức cho cả hai. Tỷ phú chi nhiều hơn cho ông Trump. Cuộc bầu cử Mỹ năm nay đang trên đà trở thành cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tốn kém nhất lịch sử. Tính đến giữa tháng 10, các ứng cử viên và các nhóm đồng minh của họ đã huy động được tổng cộng hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Theo phân tích của báo Financial Times, đến nay các tỷ phú đã quyên góp ít nhất 695 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 18% trong tổng số tiền huy động được trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Nhìn chung, ít nhất 144 người trong danh sách khoảng 800 tỷ phú Mỹ của tạp chí Forbes đang sử dụng sự giàu có của mình để tác động đến cuộc bầu cử này. Trong đó, ông Trump đặc biệt phụ thuộc vào giới tinh hoa Mỹ, với khoảng 1/3 tổng số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông và các nhóm đồng minh huy động được đến từ các tỷ phú, nhiều hơn so với tỷ lệ tỷ phú đóng góp bên phía bà Harris. Về tổng thể, từ tháng 1 năm 2023 đến giữa tháng 10 năm 2024, các nhóm ủng hộ Tổng thống Joe Biden và bà Harris đã huy động được nhiều hơn các nhóm ủng hộ ông Trump với mức 2,2 tỷ đô la Mỹ so với 1,7 tỷ đô la Mỹ. Những con số trên càng cho thấy số tiền chảy vào chính trường Mỹ đã gia tăng đáng kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết mang tính bước ngoặt vào năm 2010. Theo đó, cho phép các cá nhân quyên góp số tiền không giới hạn cho các siêu nhóm hành động chính trị, hay còn gọi là siêu PAC, vốn độc lập với các chiến dịch tranh cử chính thức. Đến nay, khoảng 127 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 6% trong tổng số tiền mà bà Harris huy động là do các tỷ phú quyên góp. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với phía ông Trump. Trong số những tỷ phú chi tiền ủng hộ bà Harris có doanh nhân Dustin Moskovitz, đồng sáng lập Facebook, nhà đầu tư mạo hiểm Ray Hoffman, nhân viên kiêm chính khách Michael Bloomberg. Ngoài ra, còn có thông tin tỷ phú Bill Gates thầm lặng quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, các nhóm ủng hộ ông Trump đã nhận được ít nhất 568 triệu đô la Mỹ từ các tỷ phú, tương đương 34% tổng số tiền mà các chiến dịch tranh cử của ông đã huy động được, khoảng 432 triệu đô la Mỹ đến từ chỉ 4 nhà tài trợ. Doanh nhân Tim Mylan, 82 tuổi, là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ủng hộ 150 triệu đô la Mỹ cho Make American Great Again, INC, COPAC của ông Trump, chiếm khoảng 45% tổng số tiền tài trợ cho tổ chức này. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã chi hơn 118 triệu đô la Mỹ cho American PAC, siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump, vào giữa tháng 10, và con số này dự kiến còn tăng nữa. Can thiệp tài chính có quyết định kết quả. Câu hỏi đặt ra là sự can thiệp của các tỷ phú có quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 hay không? Nhà phân tích chính trị Common Dream Mỹ đưa ra câu trả lời nhanh gọn. Bất kể số tiền mà giới siêu giàu bỏ vào quá trình này, dù là minh bạch hay các khoản tiền đen tối, cuộc bầu cử cuối cùng vẫn do các cử tri quyết định. Nước Mỹ hiện có khoảng 800 tỷ phú đô la Mỹ, nhưng có tới 244 triệu người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận công trạng của các tỷ phú Mỹ trong việc góp phần mang tới chiến thắng cho một ứng cử viên tổng thống. Chẳng hạn vì kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể chỉ phụ thuộc vào một số bang chiến trường, nên việc các tỷ phú bơm tiền vào những bang như vậy để huy động cử tri sẽ giúp ích cho ứng viên tổng thống. Siêu Ủy ban Hành động Chính trị American PAC của tỷ phú Elon Musk đang tập trung vận động tranh cử ở các bang chiến trường có thể quyết định kết quả bầu cử. American PAC đã chi nhiều tiền cho các quảng cáo và nhân viên để gõ cửa từng nhà, khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu. Báo Financial Times nhận định, trong bối cảnh nhiều người giàu nhất thế giới đang chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để giúp ứng cử viên ưa thích của họ giành chiến thắng, thì có một số ít tỷ phú có thể giúp xoay chuyển kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Khi các tỷ phú bỏ thời gian và tiền bạc cho các ứng cử viên Tổng thống mà họ ủng hộ, họ cũng mong muốn được nhận lại điều gì đó.
tỷ phú Elon Musk coi các quy định hiện nay của chính phủ Mỹ là rào cản đối với tầm nhìn tương lai của mình và dường như tin rằng nếu ông Trump trở thành tổng thống, tỷ phú này sẽ có sức ảnh hưởng đáng kể đến việc chính phủ Mỹ đối xử với các công ty của ông. Ông Musk phát biểu tại một sự kiện gần đây khi một số công ty của ông đang bị giới chức Mỹ điều tra. Nếu xu hướng bóp nghẹt hiện tại bằng các quy định quá mức không bị đảo ngược, chúng tôi sẽ không thể đến được sao Hỏa. Hai ứng viên của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã chọn chiến lược vận động trái ngược nhau. Bà Harris tiếp xúc với các nhóm nhỏ cử tri, trong khi ông Trump tổ chức sự kiện gần 20.000 người. Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump đại diện Đảng Cộng Hòa đang cho thấy hai chiến lược trái ngược nhau trong những ngày cuối cùng trước thời điểm quyết định của cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Bà Harris lựa chọn đi qua nhiều khu phố khác nhau ở thành phố Philadelphia, nơi đông đúc nhất bang chiến địa Pennsylvania, để tiếp xúc trực tiếp với các cử tri, chủ yếu là người da màu và người gốc Latin. Đây là những đối tượng mục tiêu của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Trong khi đó, ông Trump tổ chức một sự kiện tranh cử thu hút gần 20.000 người tham dự tại Madison Square Garden ở thành phố New York, bang New York, một thành trì kiên cố của Đảng Dân Chủ. Bà Harris tự tin sẽ chiến thắng tại Pennsylvania. Tại Philadelphia, Phó Tổng thống Harris đã chỉ trích những phát ngôn của ông Trump hôm 25 tháng 10 rằng Mỹ giống như thùng rác cho phần còn lại của thế giới vì những làn sóng người nhập cư bất hợp pháp vào nước này. Theo tờ The Hill, bà Harris cho rằng lời nói của ông Trump đang hạ thấp tính cách và bản chất của người dân Mỹ và tiếp tục thổi bùng ngọn lửa hận thù và chia rẽ. Chiều cùng ngày, bà Harris đã cùng thị trưởng Philadelphia Gerald Parker, Đảng Dân Chủ, tới thăm cửa hàng của một người da màu ở phía tây thành phố. Phó Tổng thống tự tin rằng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, Đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng tại Pennsylvania. Bà Harris còn gặp gỡ các tín đồ Kitô giáo, chủ yếu là người da màu, tại một nhà thờ, sau đó tới một tiệm làm tóc và ghé một cửa hàng có chủ là một người đến từ Puerto Rico. Phát biểu cho các cử tri trẻ, bà nhấn mạnh vai trò của người trẻ trong việc bảo vệ hành tinh trước cuộc khủng hoảng khí hậu và đấu tranh chống lại nạn bạo lực súng đạn trong trường học, đồng thời kêu gọi giới trẻ kiên nhẫn hơn với những thay đổi mà chính quyền Đảng Dân Chủ đã cam kết. Đương kim Phó Tổng thống Harris cũng cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để nắm bắt cơ hội chấm dứt cuộc chiến tại Gaza. Ông Trump cho rằng Đảng Dân Chủ đang thua cuộc. Theo đài Fox News tại New York, ông Trump cũng chỉ trích các đối thủ chính trị, xoáy sâu vào vấn đề nhập cư và tuyên bố sẽ cân nhắc trục xuất hàng loạt người nhập cư. Ông Trump kêu gọi áp dụng án tử hình đối với bất kỳ người di cư nào sát hại công dân hoặc nhân viên thực thi pháp luật Mỹ và tuyên bố sẽ giải cứu mọi thành phố và thị trấn đã bị người nhập cư xâm lăng và chinh phục. Ông Trump cho rằng bà Harris đứng sau sự phản bội nghiêm trọng nhất trong lịch sử các đời lãnh đạo nước Mỹ do chính sách nhập cư mà chính quyền do Tổng thống Joe Biden và bà Harris với vai trò phó tổng thống đang thi hành. Ông Trump cũng chỉ trích các chính sách xanh, gọi là trò lừa đảo và cam kết sẽ cắt giảm giá năng lượng xuống một nửa trong vòng một năm nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ lần này. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa cũng nhắc lại nhiều cam kết chính sách trong suốt chiến dịch tranh cử của mình như giảm lạm phát, giảm chi phí sinh hoạt, chấm dứt thuế tiền bo, tiền làm ngoài giờ và nâng cao phúc lợi xã hội. Ông Trump nói rằng người dân đang tham gia vào sự nghiệp của Đảng Cộng Hòa, đảng của sự hòa nhập bất kể tôn giáo và do đó Đảng Dân Chủ đang thua cuộc. Tham gia cùng ông Trump tại sự kiện hôm 27 tháng 10 còn có một số nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng Hòa như Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và một số nhà tài trợ nhiệt thành, trong đó có tỷ phú Elon Musk. Các quan chức quận Lancaster, bang Pennsylvania, Mỹ đang điều tra khoảng 2.500 đơn đăng ký cử tri sau khi các nhân viên bầu cử nhận thấy có dấu hiệu chúng có thể bị gian lận. Các đơn đăng ký đang được điều tra để gửi đến thành hai đợt ngày trước hạn chót đăng ký cử tri của bang Pennsylvania hôm 21 tháng 10. Các nhân viên bầu cử đã liên lạc với văn phòng công tố viên sau khi nhận thấy một số phiếu đăng ký đáng ngờ. Những đơn này có nét chữ viết tay giống nhau, chữ ký của cử tri không khớp với những gì có trong hồ sơ và thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe đều không chính xác. Theo lời công tố viên của quận Heather Adams trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 10, bà Adams cho hay các điều tra viên đã nói chuyện với các cử tri có tên trong các đơn đăng ký bị nghi ngờ nhưng họ khẳng định họ không liên quan đến việc nộp các đơn này. Bà Adams cũng không biết cụ thể số đơn mà văn phòng bà đã xem là bao nhiêu, nhưng cho biết 60% trong số đó là gian lận. Bà cũng xác nhận rằng có một số đơn hợp lệ trong đợt này và những đơn đăng ký đó sẽ được xử lý. Quan chức trên nói thêm,
Vấn đề gian lận trong cuộc bầu cử này có khả năng liên quan tới một nhóm vận động tranh cử quy mô lớn. Thông báo trên được đưa ra khi cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu tại Pennsylvania, một bang chiến địa quan trọng đối với cả ông Trump và bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Quận Lancaster đã bỏ phiếu cho ông Trump với gần 16 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Phó Tổng thống Kamala Harris tìm kiếm sự ủng hộ từ những cử tri còn do dự ở bang Pennsylvania, trong khi ông Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch ở Georgia. Theo số liệu theo dõi từ phòng thí nghiệm bầu cử tại trường Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Một số bang, bao gồm các bang chiến trường là Bắc Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Ông Trump hôm 23 tháng 10 phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Zebulon, bang Georgia. Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục. Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể vực dậy nước Mỹ. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng mạnh diễn ra khi Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump vẫn bám đuổi xích sao ở 7 bang chiến trường, khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Sau thành phố Zebulon, ông Trump đã đến Duluth, bang Georgia để tham gia một cuộc vận động tranh cử khác với cựu ứng viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. Hai bang Pennsylvania và Georgia nằm trong số 7 bang chiến trường sẽ quyết định ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, và cả hai ứng cử viên có khả năng sẽ dành phần lớn thời gian còn lại trong chiến dịch tranh cử để đến những bang này. Bà Harris đang dẫn trước cựu tổng thống với tỷ lệ 46% so với 43% trên toàn quốc trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters. Năm 2024, số cử tri Đảng Cộng hòa tham gia bầu cử sớm tăng đáng kể, có thể là do lời kêu gọi từ ứng viên tổng thống Donald Trump. Theo số liệu của trường Đại học Florida, tại các bang mà cử tri đăng ký theo đảng, khoảng 47% người đi bầu cử sớm ủng hộ Đảng Dân chủ, 33% ủng hộ Đảng Cộng hòa. Tại các bang chiến trường, mức chênh lệch này nhỏ hơn nhiều. Ông Michael McDonald, nhà khoa học chính trị tại Đại học Florida, nói rằng số liệu cho thấy hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đều là người có khuynh hướng cao tham gia bầu cử, đồng nghĩa không phải cử tri mới. Họ từng bỏ phiếu năm 2020 hoặc đã quyết định bầu ai và muốn thực hiện sớm. Việc bỏ phiếu sớm giúp cử tri chủ động hơn bởi họ có thể gặp việc bận rộn vào ngày bầu cử hoặc bị cản trở bởi thời tiết, sức khỏe nên không thể đi bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm còn giúp chiến dịch tranh cử các bên sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn bởi họ chỉ cần nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Ông Trump được cho là đang có ưu thế trong khối cử tri bỏ phiếu sớm, tuy nhiên hiện chưa rõ tác động từ những xu hướng này đến kết quả bầu cử chung cuộc. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.